Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Honda Civic sản xuất 2008, phiên bản số tự động, hộp số 5 cấp, dung tích trên anh là 1.8. Dòng xe này thì có 3 phiên bản. Phiên bản số sàn, số tự động và một bản cao cấp hơn là phiên bản số tự động 2.0. Một chiếc mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, mang biển kiểm soát Quảng Ninh, sơn xi màu đen, tư nhân sử dụng. Vâng, chiếc xe này thì ở phân khúc hạng C, cho nên là kích thước của nó cũng khá là rộng rãi. Có chiều dài tổng thể là 4m54, chiều rộng là 1m75 và chiều cao là 1m45. Chiếc xe này thì có chiều cao thấp nhất trong các cái dòng xe hạng C. Xe được trang bị công nghệ độ, chủ xe đã độ lên bản nguyên bản của nó thì là đèn halogen, nhưng chiếc xe này thì chủ xe đã độ lên đèn bi projector cộng với cả đèn led. Đấy, các bác, quý vị, các bạn nhìn thấy đèn led đây không? Đèn gầm, hai công nghệ đèn halogen và đèn led siêu sáng, sơn xi sạch sẽ, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS, túi khí, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, la răng hợp kim nhôm. Vâng, la răng là 15 inch và bề mặt lốp là 19,5 phân, rất là rộng. Chiều cao lốp phải tầm 15 phân nha các bác nhé, đi rất là êm, gầm nó sẽ cao lên. Phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Vâng, chiếc xe này thì sử dụng động cơ SOHC cam đơn, phun xăng điện tử và có công suất mã lực là công suất cực đại là 123 mã lực. Vô lăng 3 chấu, trên vô lăng tích hợp túi khí và một túi khí phía bên phụ. Trần lì nguyên bản. Nội thất ghế da sạch sẽ. Phiên bản số tự động, dung tích xi nhan 1.8 và hộp số 5 cấp, hỗ trợ leo dốc đổ đèo. Đây là phần tem mác sản xuất. Một mẫu xe ở phân khúc hạng C, hướng tới gia đình sử dụng, trang bị đầy đủ tiện nghi. Đây là bảng tổng gương kính chỉnh điện. Vâng, chiếc xe này thì được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình DVD theo xe này, âm thanh cực kỳ là chất lượng. Xe trang bị màn hình cam nùi đầy đủ. Vô lăng trợ lực lái bơm dầu. 4 cổ lốp còn khá là mới, ranh lốp còn rất là sâu này. Đó, thống keo chỉ 4 cánh, tablo, tabi rất là sạch sẽ. Bệ tí tay này, khoang để chân này rất là rộng rãi, thoải mái. Đó, có phần tí tay với cả để đồ uống này. Hệ thống loa 6 loa, âm thanh cực kỳ là chất lượng. Vâng, quý vị và các bạn nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em một cách like, bấm một nút đăng ký kênh hoặc bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên. Đây là lắp bình xăng, cửa đóng tắt đêm. Vâng, chiếc xe này thì lắp bình xăng là 50 lít nhé, 50 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này, bản số tự động, hộp dung tích xe này là 1.8 thì có mức tiêu thụ là 8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Xe được trang bị chi chít cảm biến lùi, bô kép, trang bị động cơ EVTEC có vấu cam, công suất cực đại là 123 mã lực, cam lùi. Vâng, chiếc xe này thì sử dụng hệ dẫn động cầu trước MacPherson và cầu sau là độc lập và tay đòn kép nhé. Đó, gầm bệ thì quá ngon luôn. Honda Civic phân khúc C, 268 triệu đồng.
sản xuất 2008. Phân khúc C thì cùng đời với cái dòng xe như Mazda 3, Hyundai Elantra. Một chiếc xe gia đình đi khá là dữ. Cốp vừa đủ nhu cầu sử dụng này. Honda Civic phiên bản số tự động, hộp số 5 cấp và dung tích xi lanh là 1.8, mức tiêu thụ nhiên liệu là 8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Dòng xe này đi thì đầm chắc, độ chống ồn rất là tốt. Tay nắm cửa ốp vlog mạ chrome, không đâm va tai nạn ngập nước. Chưa đến 300 triệu đồng một mẫu xe sedan 2 đầu. Tạp lì khá là đẹp này, rất là mới luôn. Ốp phần này chưa bao giờ đụng đến cà lê màu led. Theo cá nhân của em thì chiếc xe này có một chút gợn gợn ở cái hệ thống táp lô phía trước này, nó hơi nhô ra. Đấy, cảm giác hơi chật chội một chút thôi, nhưng con này đi thì cực chất. Một 269 triệu đồng một chiếc Honda Civic phiên bản số tự động, hộp số 5 cấp 2008. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Đấy, số hiển thị trên này. Đó. Máy nổ rất là êm. Vô lăng 3 chấu trên vô lăng tích hợp và túi khí, và vô lăng là trợ lực lái bơm dầu. Đây là bảng tổng gương kính chỉnh điện. Màn hình theo xe, màn hình DVD khoảng 7 inch. Điều hòa cơ, sấy gương, sấy kính đầy đủ. Sạc này. Âm thanh cực kỳ là chất lượng. Bass sâu, tép lẩy. Hộp đựng đồ này rất tiện nghi. Bệ tì tay đó, rất là vừa vặn, rất là thoải mái. Đấy, ngoài ra còn có đó để đồ uống này. Đóng vào rất là tiện nghi. Trang bị hộp số tự động 5 cấp, hỗ trợ leo dốc đồ đèo 1, 2, 3 đây. Đi số thấp ví dụ vào đường sóc này. Vâng, chiếc xe này thì sử dụng lẫy chuyển số, là số thẳng là phải dùng lẫy chuyển số nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ. Đó, cam lùi đầy đủ. Cam lùi, cảm biến lùi. Túi khí cho phía bên phụ. Nhựa táp lô cao cấp. Hiển thị kim đồng hồ, hiển thị tốc độ ở trên bảng đồng hồ đây. Xăng này, nhiệt độ này, cảm biến lùi. Trang bị khá là đầy đủ. Với mức giá là 269 triệu đồng thì quý vị và các bạn về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi, không cần phải là đầu tư thêm bất kỳ một khoản phí nào khác. Máy nổ khá là êm. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị và các bạn xem này. Đó, máy nổ rất là êm, không hề có nghe thấy tiếng máy ở trong khoang lái. Vâng, ở đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Honda Civic phiên bản số tự động, hộp số 5 cấp. Dung tích xi lanh là 1.8, sản xuất 2008. Máy nổ siêu êm này. Sử dụng động cơ EVTEC. EVTEC này là có vấu cam nhé. Đấy, mặc dù là cam đơn nhưng mà nó có vấu cam nên là khá là
khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Honda EVTEC. Chiếc xe này thì có trang bị 4 máy và hệ dẫn động cầu trước, máy ngang này, dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước là Macpherson, hệ thống treo sau là cũng là Macpherson nhưng tay đòn kép. Đây là cụm chia ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Rất là hữu ích. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Động cơ này rất là lành. Vâng, có mức tiêu thụ là 8 lít. 8 lít. Thực tế 8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Không đâm va tai nạn. Honda Civic phiên bản số tự động, bản sedan 2 đầu số tự động. Máy móc của dòng Honda này cực kỳ chất nhé. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Honda Civic sản xuất 2008 phiên bản số tự động, hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh là 1.8. Một chiếc xe gia đình sử dụng phân khúc C cùng phân khúc Elantra Mazda 3. Có mức giá đề xuất là 269 triệu đồng. Hơn 269 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà có nhu cầu sử dụng hoặc quan tâm đến mẫu xe này, liên hệ với cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.